ngôn tình, bảy tình tình bảy, tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 15. Bạch Trâm cho xây dựng lại dưới tòa cao ốc Thẩm Thị, xem giờ rồi tiến vào tòa nhà. Cứ tưởng rằng sẽ phải đấu trí so dũng với cô gái ở quầy lễ tân mới có thể thuận lợi tiến vào. Nào biết người ta vừa liếc mắt một cái liền nhận ra cô, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Cô Bạch, cô tới tìm chủ tịch Thẩm phải không? Đúng vậy, tôi có hẹn dùng bữa trưa với anh ấy. Bạch Trâm cười mỉm, giả vờ ngượng ngùng. Nhưng hình như tôi đến hơi sớm, còn chưa đến giờ. Nếu không thì cô có thể lên trên lầu đứng đợi một lát, còn nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ nghỉ trưa. Cũng được. Lễ Tân cười cười dẫn Bạch Trâm vào thang máy, nhưng khi chuẩn bị ấn số tầng thì ngẩn người. Thì ra thang máy trong tòa nhà đều phải quét thẻ, cấp bậc khác nhau thì được cấp thẻ vào các tầng khác nhau. Chỗ của Thẩm Mục Phạm là tầng cao nhất, Lễ Tân chỉ là một nhân viên cỏn con không thể nào lên tầng trên được. Thật ngại quá, trước mắt cô vẫn phải chờ một chút, tôi gọi điện báo thư ký một tiếng để họ đến dẫn cô đi. Nhân viên Lễ Tân ngại ngùng nói. Bạch Trâm cắn môi dưới, cô cứ tưởng có thể trực tiếp qua ải. Đến lúc đó, Thẩm Mục Phạm muốn từ chối cũng không được, nhưng bây giờ phải thông qua thư ký. Chắc chắn thư ký phải hỏi anh một tiếng, lỡ anh không muốn gặp cô thì sao? Nhưng không đợi cô kịp rút lui, nhân viên Lễ Tân đã gọi điện thông báo cho thư ký, báo cáo lại việc Bạch Trâm tới. Nhận điện thoại là thư ký thứ nhất. Cô nhìn qua lịch trình của sếp, xác định buổi trưa không có làm gì, nhưng lại không chắc thân phận của Bạch Trâm, không biết làm sao, đành phải gọi điện hỏi trợ lý đặc biệt của Thẩm Mục Phạm. Lý Khả vừa nghe đến tên Bạch Trâm, gần như không suy nghĩ gì, liền dặn dò. Trước tiên, cô hãy dặn Lễ Tân tiếp đón cho tốt, tôi sẽ đi xuống ngay lập tức. Người khác không biết thân phận Bạch Trâm, nhưng anh đã thấy ông chủ hành động một cách điên cuồng, đi tàu suốt đêm đến đảo Nam Nha. Anh biết, cho dù không hẹn trước thì ông chủ cũng sẽ bỏ qua hết thảy để cùng Bạch Trâm dùng cơm. Ban đầu cô có chút thấp thỏm, sau nghe thấy có người sẽ đến tiếp đãi cô thì liền nhẹ nhõm thở phào, ít nhất cô không bị đuổi. Nhưng khi Lý Khả dẫn cô đến phòng khách tầng cao nhất, cô mới biết Thẩm Mục Phạm đang tiếp một vị khách quan trọng, chưa biết cô đến đây. Không cần quấy rầy anh ấy, tôi ở đây chờ là được rồi. Bạch Trâm biết điều nói. Lý Khả cân nhắc một chút rồi gật đầu đáp ứng. Vậy đi, tôi bảo thư ký mang cho cô chút đồ uống, cô dùng cà phê hay trà? Cho tôi cà phê đi. Thư ký nhanh chóng mang cà phê tới. Lý Khả dặn dò thư ký phải tiếp đãi cho tốt sau đó mới rời đi, nhưng quay về văn phòng, cẩn thận nghĩ lại, quyết định vẫn là báo trước cho Thẩm Mục Phạm một tiếng. Chủ tịch Thẩm, cô Bạch có đến đây, đang ở phòng khách. Thẩm Mục Phạm đang nói chuyện, nhưng mắt lóe sáng liếc qua màn hình, khóe môi khẽ nhếch. Anh chỉ biết cô gái này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, Thẩm Mục Phạm bước vội vào phòng khách. Gần đến trước cửa, anh đột nhiên dừng bước. Anh vội vã chạy tới như vậy, không phải có vẻ quá gấp gáp muốn gặp cô sao? Không được, phải để cô đợi một lát. Xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt, Thẩm Mục Phạm liếc mắt vào bên trong, lông mày phút chốc nhíu lại. Sau đó đẩy cửa đi vào, mới bước vài bước đến trước mặt cô, giật lấy ly cà phê trên tay. Em đang có thai, sao còn uống cà phê? Giọng điệu hung dữ của Thẩm Mục Phạm, chị em nghe được cũng phải tức lộn ruột. Anh ta đã để ý đến cà phê không tốt cho đứa bé, sao trước đó lại đòi bỏ nó? Thẩm Mục Phạm cũng thấy bản thân hơi mất khống chế, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, lạnh lùng nghiêm mặt hỏi. Em tới đây làm gì? Bạch Giam sờ sờ bụng. Rủ anh cùng dùng bữa, gần đây em rất hay đói bụng. Đáng tiếc Thẩm Mục Phạm không tiếp nhận tín hiệu của cô. Đói bụng thì đi ăn, ở đây anh còn việc, em không cần chờ anh. Thái độ lãnh đạm của Thẩm Mục Phạm khiến Bạch Trâm hoài nghi. Chẳng lẽ do cô suy nghĩ nhiều, thật ra anh không hề để tâm. Siết chặt bàn tay, cô hơi dỗi nói. Em đến đây là vì muốn dùng cơm với anh, nếu anh bận thì em sẽ ngồi đây chờ.
Thẩm Mộ Phạm liếc nhìn cô một cái. Nếu muốn ăn cơm với em thì em phải hẹn trước. Cô biết anh đang cố ý làm khó nên tức giận đến nghiến chặt răng. Được, bây giờ em đi ra ngoài đặt hẹn trước với thư ký của anh. Nói xong, cầm túi xách, thở hổn hển đi ra ngoài. Không biết vì đi quá nhanh hay là bị tức đến choáng váng mà chân cô dấp phải bàn, người bị mất thăng bằng liền ngã xuống. Ngay khi thân thể Bạch Giam vừa nghiêng qua, Thẩm Mục Phạm như bị bóp chặt cổ họng, mắt mở to, ngay cả thở cũng quên mất. Cẩn thận! Không ngờ, cơ thể Bạch Giam rõ ràng nghiêng một bên nhưng vẫn chưa ngã trên mặt đất. Cô thực hiện một động tác giống như một điệu múa, sau khi xoay vòng một cái lại vững vàng đứng thẳng. May là cô đã từng học nhảy Latin, cơ thể mềm dẻo cũng như sự linh hoạt đều rất tốt, nếu không bây giờ chắc đang nằm úp sấp trên mặt đất. Bạch Giam vỗ ngực thầm cảm thấy may mắn. Nhưng cô còn chưa kịp thở phào, cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc xộc ngay vào mũi. Bạch Giam ngẩng đầu định nở một nụ cười thật tươi với Thẩm Mộc Phạm thì lại thấy sắc mặt anh xanh mét, đôi mắt đen tuyền ngập tràn sự sợ hãi, như là bị cái gì đó dọa cho kinh sợ. Cô cảm thấy bất ngờ, nhớ lại câu cẩn thận đầy lo lắng vừa rồi của anh thì lập tức hiểu ra vừa nãy anh rất lo lắng cho cô nên không nén được vui mừng mà nhướng đôi mày liễu. À, em không... Im miệng! Thẩm Mộc Phạm lớn tiếng quát cắt ngang lời Bạch Giam, hai cánh tay như gọng sắt giữ chặt cô, sức lực cứ như phải ép cạn không khí trong phổi cô mới chịu. Cô bị ôm đến khó chịu, ra sức muốn thoát khỏi ngực anh. Thẩm Mộc Phạm, anh ôm em đến không thở được rồi đây này. Đáng đời! Anh tức giận nói, anh thật muốn ôm chết em. Ban nãy, khoảnh khắc thấy cô té ngã, người luôn tự xưng đầu đội trời chân đạp đất, gặp chuyện không hoảng sợ là anh đây, lần đầu tiên biết đến cái gì là sợ hãi, cũng hiểu được thế nào là tim muốn nhảy giọt ra ngoài. Nhất là khi nghĩ cô ngã xuống ngay chỗ đối diện góc bàn trà, anh cảm thấy không lạnh mà rét run. May là khả năng thăng bằng của cô tốt mới không bị thương, nếu không anh cũng không biết nếu xảy ra chuyện gì anh phải làm thế nào đấy. Tuy nói rằng muốn ôm chết cô, nhưng Bạch Giam vẫn cảm nhận được Thẩm Mộc Phạm giảm lực ôm cô một chút. Không biết đây là ảo giác hay là do cô nhạy cảm mà Bạch Giam cảm nhận được bàn tay đặt trên lưng cô khẽ run rẩy. Thẩm Mộc Phạm từ từ nhắm hai mắt lại, trấn tĩnh cảm xúc hoảng sợ quá mức, trong lòng thầm thở dài một hồi. Không nhất thiết phải cùng cô chơi đùa trò thể hiện thật lòng gì đó nữa, hai người còn nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Anh cũng có thể từ từ chỉ dẫn cô để cô hiểu được tình cảm của anh. Hiểu rõ điểm này, anh mau chóng kìm nén lại sự sốt ruột trong lòng, nhưng khi đưa mắt nhìn dưới chân cô, trên mặt lại báo táp cuồn cuộn. Em còn dám mang giày cao gót à? Giày cao gót? Tầm mắt Bạch Giam dừng ở gót giày thấp bé của cô. Cái này chỉ có 3 cm, làm sao gọi là giày cao gót? Cô cũng không thích mang giày quá cao bởi ngại chân bị đau, nhưng vì để hợp với quần áo, phần lớn giày cô mua đều là giày da cao 3-4 phân. Trong mắt phần lớn các chị em phụ nữ, độ cao của kiểu giày này thuộc loại thấp nhất rồi. Đáng tiếc Thẩm Mộc Phạm không đồng ý với quan điểm này, chỉ nghe anh ta nghiêm túc dạy bảo. 3 phân cũng không được, chính là vì mang cái này mà em vừa mới nảy suýt té ngã đấy. Cô bĩu môi. Em biết rồi, sau này em sẽ chỉ mang giày đế bằng, được chưa? Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nói. Rõ ràng là bị anh làm tức giận, bây giờ lại đi trách do giày. Thẩm Mộc Phạm không nghe được lời nói trong lòng cô, nhưng lại có thể thấy được trong đôi mắt đang lấy lóe lên tia nhìn không cam lòng. Khẽ thở dài, giọng anh dịu xuống. Bây giờ em là phụ nữ có thai, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Em cũng nghĩ thử xem, có đúng không? Cô chăm chú nhìn đường nét khuôn mặt nhu hòa của Thẩm Mộc Phạm, khẽ gật đầu. Thật là đột nhiên dịu dàng giảng đạo lý, bảo cô làm thế nào nói không? Thấy cô chịu nghe lời, Thẩm Mộc Phạm mới dìu cô ra ngồi ghế sofa, sau đó sai thư ký mang lại đây một ly nước lọc.
tự mình đưa cô. Sau này, chỉ có thể uống nước lọc và nước trái cây, cà phê với trà đều không được. Bạch Chiêm ừ một tiếng, nhận ly nước cầm lên uống. Không ai chú ý đến khóe miệng cô ở mép ly nhếch lên cao. Ha ha, đúng là ông trời giúp cô mà, suýt bị ngã, nhưng lại không ngã không nói, lại còn thúc đẩy Thẩm Mục Phạm thay đổi thái độ, không bài xích hay làm khó cô nữa. Từ cổ vũ bản thân phải kiên cường, chị em liền cười, trong tay cầm ly nước đã hết, nhẹ giọng nói. Vậy có phải sau này ăn cái gì cũng nên cẩn thận không? Đương nhiên. Thẩm Mục Phạm nói chắc như đinh đóng cột. Không thể tùy tiện ăn bất cứ thứ gì bên ngoài. Cô à một tiếng, làm ra vẻ muốn đứng lên. À, vậy bây giờ em về nhà nấu cơm ăn. Thẩm Mục Phạm kéo cô lại. Về nhà nấu ăn cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Giờ nãy không phải em nói đói bụng sao? Nhưng anh nói là không được ăn ở bên ngoài mà. Thẩm Mục Phạm trợn mắt liếc cô một cái, cười nhạo. Em trở nên nghe lời như thế từ khi nào vậy? Mấy tiểu xảo lừa bịp của Bạch Giam anh còn không hiểu sao? Không phải là muốn anh phải chủ động tiếp lời mời cô đi ăn cơm sao? Đã biết là vậy, nhưng anh vẫn bị trúng khế. Ai bảo là tại anh không muốn cô bị đói chứ? Đành thở dài, anh nắm tay cô kéo cô đứng dậy. Em muốn ăn gì? Cô nắm tay anh, niềm vui thích bộc lộ trong lời nói. Gì cũng được, anh quyết định đi. Thẩm Mục Phạm liếc mắt nhìn 10 ngón tay hai người lồng vào nhau. Một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng ban nãy cũng dần tiêu tan. Thôi quên đi, nếu yêu cô, còn có gì quan trọng hơn việc nắm chặt tay cô chứ? Dùng sức nắm lại tay cô, anh mỉm cười. Ăn ở gần đây đi. Ăn xong, anh dẫn em đi mua giày. Bạch Chi Em ngồi trên ghế sofa nhìn Thẩm Mục Phạm vì thử giày giúp cô mà nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Theo như sự chuyển biến thái độ của anh đối xử với cô rất tốt, thậm chí so với tình yêu cuồng nhiệt ban đầu của hai người lúc đó còn tốt hơn. Cái cảm giác được anh nâng niu trên tay thật dễ chịu, tốt đến mức khiến vành mắt cô cay cay, cổ họng nghẹn ngào. Đôi này... Thẩm Mục Phạm ngẩng đầu lên, thấy mắt cô ửng đỏ, không khỏi ngây người. Sao vậy? Có phải giày mang không thoải mái? Một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng lại làm cho hai cô nhân viên bên cạnh cả người căng cứng. Cửa hàng giày bọn họ lấy sự thoải mái làm danh tiếng, làm sao lại không thoải mái? Tự tin thì tự tin, nhưng cũng không người nào dám đứng ra giải thích. Cuối cùng, vẫn là người quản lý đứng đầu cẩn thận giải thích. Nếu cô Bạch cảm thấy đôi này không thoải mái, tôi đổi đôi khác cho cô nha. Không cần. Bạch Giam vội lắc đầu không ngừng. Đôi này rất tốt, rất êm, mang vào cũng rất thoải mái. Nghe Bạch Giam khen, quản lý nhẹ thở phào. Nếu không phải ngài cấp dưới còn ở đây, thì anh ta đã lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Đừng trách anh ta nhát gan chưa trải đời. Đổi lại là người khác lần đầu phục vụ ông chủ với vợ ông chủ. Ai cũng đều hồi hộp, đổ mồ hôi lạnh thôi. Buổi trưa, anh ta ở trên lầu nghỉ ngơi, nghe nhân viên trong cửa hàng hoảng hốt bảo ông chủ sẽ đến đây, anh ta còn không tin. Dù sao anh ta cũng được coi là một người có thâm niên trong cửa hàng. Từ khi thương hiệu tiến vào Hồng Kông liền làm việc ở đây, những năm qua, đừng nói ông chủ, ngay cả tên của chủ cửa hàng, anh ta còn chưa nghe qua. Cho nên, anh ta chắc chắn tin rằng nhân viên cửa hàng nhận sai người. Khi cô nhân viên vỗ ngực thề nói không nhận sai, anh ta thấy cô ấy đinh ninh như vậy nên mới rề rà đi xuống, rốt cuộc vừa nhìn thấy suýt nữa nhũn cả chân. Ông chủ trước nay chưa từng tới cửa hàng, lúc này không chỉ có ở đây còn mang theo người đẹp, còn đích thân nửa ngồi nửa quỳ giúp người đẹp thử giày. Tin đồn về người đẹp này đang đồn ầm giữa các nhân viên trong cửa hàng. Anh ta biết cô gái xinh đẹp này chính là bạn gái trong tin đồn của ông chủ, tên là Bạch Chi Âm. Nhưng bộ dáng của ông chủ thì người bạn gái này không phải là tin đồn nữa, mà thật sự chính là bà chủ tương lai. Thoải mái là được. Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu nhìn quản lý.
lấy hết tất cả các màu cùng số đo này cho tôi. Bạch Treo ngập ngừng. Không cần, không cần đâu. Không sao đâu, cả thảy chỉ có 3 màu thôi. Thâm Hồ Phạm cầm lấy mấy kiểu nhân viên cửa hàng giới thiệu. Thử đôi này nữa xem. Vẫn thử nữa sao? Chị Âm liếc nhìn mấy hộp giày chất đống như núi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Mua nhiều vậy, làm sao mang cho hết? Không đâu. Thẩm Hồ Phạm khẳng định. Mỗi ngày đổi một đôi, một tháng là mang hết. Bạch Chi Âm tức điên, thầm quán Thẩm Hồ Phạm đúng là phung phí. Một ngày đổi một đôi, không lẽ định cho cô đi trình diễn giày sao? Từ cửa hàng giày đi ra, chị em đã thay một đôi giày đế bằng mới. Giờ phần đôi giày cao gót suýt nữa hại cô té sắp hồi nãy, dĩ nhiên bị Thẩm Mục Phạm ném đi. Sau đó, anh dẫn cô đi mua quần áo. Tất cả đều là loại nhẹ nhàng, thoải mái. Chất liệu lại càng chọn lựa tỉ mỉ hơn, sợ gây kích ứng hoặc không thoải mái cho cô. Đi vào các cửa hàng quần áo xong, hai người đến cửa hàng mỹ phẩm. Chị em thấy Thẩm Mục Phạm kiên nhẫn nghe nhân viên cửa hàng giải thích về tác dụng và thành phần của sản phẩm, trong lòng cô lại nổi lên cảm giác ngậm ngùi. Cô tự giễu nghĩ, bây giờ không phải gọi là mẹ nhờ phúc con sao? Vì có đứa bé nên anh mới tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của cô, lại quan tâm cô nhiều như thế. Nếu không có đứa bé thì sao đây? Anh còn có thể đối xử tốt với cô như vậy không? Anh vừa quay đầu lại, thấy Chi Âm ngẩn người, mắt hơi ửng đỏ, bất giác nhíu mày, đùa vui hỏi. Làm sao vậy? Không có gì đâu. Cô ngừng một lát, điều chỉnh lại cảm xúc. Chọn được gì chưa? Em hơi mệt, muốn đi về. Thẩm Mộ Phạm biết cô nói dối, nhưng không định truy hỏi, chỉ ôm thắt lưng cô. Được rồi, tối nay bọn họ sẽ mang đồ đến, chúng ta đi về trước. Cô gật đầu, anh ôm cô rời khỏi đó. Lên xe, cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Mộ Phạm cũng không nói chuyện. Trên đường đi hai người cũng không nói gì. Đến khi xe dừng lại, cô mới mở mắt, giọng có chút gấp gáp. Tới rồi sao? Ừ. Anh giúp cô cởi dây an toàn. Buổi tối em muốn ăn gì? Để anh gọi nhà hàng mang đồ ăn đến đây. Cô sửng sốt, thử dò xét. Đừng nói là anh định theo em đi lên đấy nhé. Không, buổi chiều anh còn có một cuộc họp. Bạch Chem cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Anh vừa quan tâm chu đáo, lại vừa chăm sóc tận tình. Tất cả những việc đó chỉ vì nghĩ đến đứa bé. Chỉ cần có thể đảm bảo đứa bé không xảy ra chuyện gì, anh sẽ làm tất cả, còn cô chẳng là gì cả. Thấy mặt cô đột nhiên trở nên xanh xao nhợt nhạt, anh khẩn trương lại gần hỏi. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Cô ngửa người ra sau, né tránh bàn tay Thẩm Mộ Phạm dương tới. Sau đó giật mở cửa xe nhảy xuống. Anh thấy cô không ý tứ nhảy xuống xe, vừa lo lắng sợ cô ngã, vừa trách cô sao lại vô ý vô tứ. Sao em lại không nghe lời vậy? Anh đã nói bây giờ em là phụ nữ có thai, lỡ như... Không có lỡ như. Bạch Giang không kiên nhẫn cắt lời Thẩm Mộ Phạm, mở miệng. Bởi vì em vốn dĩ. Trong nháy mắt, ngay lúc cô sắp thốt ra, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Tiểu Thiên ở đảo Nam Nha. Lời chưa nói ra đã bị tắc nghẽn ở cổ họng, nuốt trở lại. Thấy cô muốn nói lại thôi, giả mặt còn lộ giả lo sợ. Thẩm Mộ Phạm nhíu mày trầm tĩnh. Vì em giống dĩ cái gì? Bạch Chiam đang mạnh những ngón tay đang đặt ở sau lưng vào nhau. Cô biết bản thân không nên suy nghĩ nhiều, để tránh Thẩm Mộ Phạm nghi ngờ. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, bộ óc từ trước đến nay vẫn tự xưng là thông minh lại trở nên rối rắm như tơ giò. Thẩm Mộ Phạm tiến lên vài bước, rút ngắn khoảng cách với cô, cúi người hừ một tiếng. Giống gì cái gì? Không có gì. Cô hoảng sợ lui từng bước ra sau, chỉ muốn bỏ chạy. Bởi anh cứ tiến lại gần, khiến cô có cảm giác ngạt thở, bức bối. Đáng tiếc Thẩm Mộ Phạm không cho cô cơ hội. Anh dùng tay giữ lấy thắt lưng cô, kéo cô lại gần hơn nữa. Không có gì. Anh hơi cao giọng, rõ ràng là không tin. Cô nuốt xuống cổ một ngụm nước bọt, cẩn thận sắp xếp lại lời nói.
Chỉ là câu nói giận dỗi thôi. Giận dỗi cái gì? Thẩm Mục Phàm truy hỏi đến cùng. Cô ấp úng. Ý em là em muốn nói giống chị, em không muốn đứa bé này. Thấy mày anh nhíu chặt lại, cô vội giải thích. Chỉ là một câu nói khi tức giận thôi, không phải em thật sự muốn vậy đâu. Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi. Vì sao lại tức giận? Bạch Chêm giật mình, không nghĩ anh không tranh cãi với cô vì lời nói sằng bậy không cần đứa bé, ngược lại còn lo lắng cho cô vì sao lại tức giận. Vậy thì cô có thể dốc hết sự tủi thân ra. Anh chỉ quan tâm đứa bé, vốn dĩ không để ý gì tới em. Em suy nghĩ như vậy ư? Đôi mày của anh nhăn càng chặt lại. Cô chậm rãi cúi đầu than thở. Vốn dĩ là vậy mà. Thẩm Mộc Phạm dở khóc dở cười, đưa tay nâng cầm cô lên. Anh không để ý đến em thì dành thời gian buổi trưa cùng em đi mua đủ thứ đồ làm gì? Vì anh sợ em mang giày cao gót sẽ bị ngã, làm tổn thương đứa bé. Dùng đồ trang điểm không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Bạch Giam tức giận lên án. Anh làm nhiều việc, xét cho cùng cũng chỉ vì đứa bé mà thôi. Thẩm Mộc Phạm bị chỉ trích khóc không ra nước mắt. Cho nên em vừa lên xe liền tức giận. Cô quay mặt đi, không thèm trả lời. Thẩm Mộc Phạm cười cười, xoay đầu cô lại. Bàn tay to lớn nhẹ vuốt ve hai má cô, vừa yêu chiều, vừa bất đắc dĩ thốt ra hai chữ. Ngốc nghếch. Đúng vậy, em ngốc nghếch thế đấy. Cô ra sức xoay mặt đi, thở hổn hển. Cho nên anh cách xa em một chút, mất công lại bị em làm cho ngốc nghếch theo. Không có gì. Thẩm Mộc Phạm cười khanh khách, ôm lấy thắt lưng cô, để cô tùy ý ở trong lòng anh mà quay qua quay lại. Có ngốc thì anh vẫn yêu. Chem đang giãy giụa bỗng ngưng lại. Anh chưa nói cái gì là yêu sao? Cô có nghe lầm không? Hay là anh nói nhầm? Cô cẩn thận hỏi lại. Anh mới nói cái gì? Thẩm Mộc Phạm vòng tay qua thắt lưng cô, vẻ mặt mịt mù. Cái gì? Bạch Giang cẩn thận nhớ lại, xác định bản thân mình không nghe nhầm. Nhưng nhìn vẻ mặt mơ hồ của anh, thì lại đoán chẳng lẽ là anh thuận miệng nói, cho nên nói xong liền quên. Từ từ ngẩng đầu lên, cô đang suy nghĩ có nên nhắc nhở anh một chút hay không, thì Thẩm Mộc Phạm lại nói. Được rồi, ngơ ngẩn đứng đây làm gì, đi lên đi. Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì sửng sốt hỏi lại lần nữa câu hỏi lúc nãy. Anh không cùng em đi lên sao? Anh thở dài. Hay da, ngốc như vậy thì làm thế nào đây? Mới nãy không phải anh đã nói là có việc sao? Cô ngơ ngác à một tiếng. Thấy cô ngẩn ngơ, Thẩm Mộc Phạm nghĩ đến trước đó khi cô bắt đầu đột nhiên giận dữ, dường như là do anh nói có việc phải đi, cùng với việc cô chỉ trích. Anh suy nghĩ một hồi liền hiểu được. Em nghĩ rằng buổi tối anh sẽ không trở lại đây. Sau khi nghe anh nói, cô phản ứng lại khẽ gật đầu. Em thật là ngốc nghếch. Thẩm Mộc Phạm tì lên trán cô thì thầm. Em ở đây, anh có thể đi chỗ khác được sao? Tim cô thoáng rung lên, chút ương ngạnh cũng bị làm cho mềm nhũn. Cô thích những lời này, so với câu anh yêu em, càng cảm động hơn. Bên trong một quán cà phê được trang trí rất độc đáo ở chiếm xá chuỗi, hai cô gái có ngoại hình rất xinh đẹp đang cuộn mình nép vào trong sofa, dựa vào góc tường, khẽ nói chuyện. Vì vậy, anh ta không tính toán những chuyện trước đây dẫn chuyện đến ở với cậu, nhưng cậu vẫn không nói cho anh ta biết chuyện. Doãn Nghiên Hy tổng kết lại. Mình không dám nói. Bạch Chi Âm thở dài. Tuy rằng ngoài miệng anh ấy nói càng quan tâm mình nhiều hơn, nhưng cậu nghĩ thử xem, nếu không có đứa bé ấy, anh ấy có tha thứ mình không? Với lại, cậu không biết anh ấy lo lắng cho đứa bé này chừng nào đâu. Vì để chăm sóc chu đáo cho Bạch Chi Âm, Thẩm Mộc Phạm mang đầu bếp và quản gia ở nhà cũ đến đây, mỗi ngày thay đổi nhiều món, làm những thứ ngon cho cô. Để trở thành người cha tốt, Thẩm Mộc Phạm đã đăng ký khóa học dạy người lần đầu làm cha, đúng giờ đi học, còn viết bài hẳn hoi,
Không chỉ như thế, anh còn bảo trợ lý bỏ hết tất cả các bữa tiệc xã giao sau giờ tan tầm, vì để mỗi tối có thể cùng cô ăn cơm, tản bộ. Thấy anh làm những điều đó, tâm trạng Bạch Giam như đang đi lắc lư trên dây. Cứ nghĩ đến hậu quả khi anh biết được chân tướng sự việc, cô không khỏi rùng mình. Nhìn vẻ mặt sầu não của Bạch Giam, Doãn Nghiên Hy không khỏi thở dài. Nhưng cũng không thể lừa gạt mãi được. Cô mấp máy môi, điểm ấy cô đương nhiên biết. Qua mấy tháng nữa, bụng lớn lên, đến lúc đó muốn giấu cũng giấu không được. Nhưng bây giờ cô không thể nói. Thẩm Mục Phạm tức giận chưa tính, vì Tiểu Thiên cô càng không thể nói. Doãn Nghiên Hy hỏi, vậy bây giờ cậu định làm thế nào? Chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch, nắm chắc thời gian để thật sự mang thai. Bạch Chi Âm hít một hơi nói, lúc trước cô nói dối mình mang thai để có thể níu giữ Thẩm Mộc Phạm, sau đó sẽ tìm cơ hội khiến cô có thai. Nhưng mấy ngày này cô bắt đầu hoài nghi kế hoạch này không thể thực hiện. Vì sao? Doãn Nghi Nghi hỏi. Vì... Bạch Chi Âm đỏ mặt. Vì anh ấy không chịu chạm vào mình. Doãn Nghiên Hy đang uống cà phê, bị lời nói đó làm cho phát sặc, ho khan hỏi. Cái gì? Anh ta không chạm vào cậu? Bạch Chi Âm gật đầu, thủ thỉ nói ra đầu đuôi sự việc. Các chuyên gia khoa học nói với anh ta, 3 tháng đầu là thời điểm thai nhi yếu nhất, không nên quan hệ. Còn có cái này nữa à? Bạch Chi Âm rên rỉ. Mình cũng là lần đầu nghe nói. Doãn Nghiên Hy có chút đăm chiêu, suy nghĩ đâu đâu. Nhưng nhìn lâu như vậy, có khi nào nghẹn đến tịch luôn không? Lần này đến phiên Bạch Giam bị sặc. Cô trừng mắt nhìn cô bạn thân liếc một cái. Cậu trở về hỏi Nghiêm Chinh thử, có khi nào nghẹn đến tắt luôn không? Doãn Nghiên Hy biểu môi. Hỏi anh ta, đáp án của anh ta chắc chắn là có. Nếu bắt anh ta nhịn 3 tháng, còn không phải là lấy mạng anh ta? Thật sự không biết sau này cô mang thai, anh ta phải làm sao? Không đúng, mang thai cái gì? Cô đang suy nghĩ đi đâu vậy? Mục đích của cô là làm cho Lâm Nhân đau đớn, khiến cho cô ta nếm thử cái gì gọi là mất đi. Muốn cho cô ta vì hành động ác độc đối với Lâm Trung Diễn năm đó mà phải trả cái giá thật đắt. Một khi đạt được mục đích, cô liền phủi mông chạy lấy người, quan tâm Nghiêm Chinh làm cái gì? Ai cần biết anh ta yêu ai, cùng ai sinh con, anh ta nhịn hay không nhịn, một chút cũng không liên quan đến cô. Doãn Nghiên Hy uống một ngụm cà phê đen không bỏ đường chảy xuống cổ, lưu lại một nỗi cay đắng, còn có chút mùi vị chua xót khó nhận ra. Thấy cô đột nhiên trở nên im lặng, Bạch Chi Âm lo lắng hỏi. Sao vậy? Ngơ ngẩn cái gì thế? Doãn Nghiên Hy nói dối. Không có gì, đang nghĩ cách làm sao để cậu có thể nhanh chóng mang thai. Bạch Chi Âm thở dài. Có thể có cách gì nữa chứ? Mấu chốt là phải gieo trồng thì mới có thu hoạch. Anh ta không chủ động thì cậu chủ động. Một câu nói đánh thức người trong mộng, Bạch Chi Âm vỗ đầu. Đúng rồi, anh ta sợ làm tổn thương đến đứa bé không chịu chủ động. Nhưng cô có thể chủ động mà. Vì thế, hai người từ quán cà phê đi ra liền trực tiếp lao đến mấy cửa hàng mua vài đồ ngủ gợi cảm. Buổi tối tắm xong, Bạch Chi Âm thay cái váy ngủ tơ tằm mới mua, lại dựa theo đề nghị của nhân viên cửa hàng đem dây đeo thắt lưng áo kéo thấp xuống, lộ ra một khoảng lớn da thịt trắng nõn mà thiết kế che chắn nụ hoa trước ngực, làm cho cảnh xuân bên trong nửa lộ ra ngoài. Cô đứng trước gương nở ra một nụ cười, nhỏ giọng tự cổ vũ chính mình. Cô đứng trước gương nở ra một nụ cười, nhỏ giọng tự cổ vũ chính mình. Cố lên, Bạch Chi Âm. Thẩm Mục Phạm đã đi tắm trước cô, lúc này đang ngồi trên giường đọc sách. Nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, sau đó tay cầm sách khẽ run rẩy. Tắm xong rồi sao? Thẩm Mục Phạm cảm thấy giọng nói của mình có chút khàn khàn.
Cô dạ một tiếng, cởi bỏ khăn tắm quấn trên đầu, vừa đi đến bàn trang điểm, giả vờ thuận miệng nói: "Tóc em đang ướt, anh giúp em sấy tóc đi." Thẩm Mộ Phạm bỏ sách xuống, đi đến bên cạnh Bạch Chi Âm, cầm lấy máy sấy trên bàn giúp cô sấy tóc. Vị trí từ trên cao nhìn xuống khiến anh có thể thấy rõ ràng cảnh xuân với áo ngủ của cô. Trái cổ trượt lên trượt xuống một cách nhọc nhằn, tay sấy tóc cho cô cũng dùng sức nhiều hơn. "Bên này nè, bên này cũng cần phải sấy nữa." Cô cố ý nghiêng đầu, đưa một bên mặt về phía Thẩm Mộc Phạm. Trước kia anh có nói, sườn mặt của cô rất gợi cảm, chỉ nhìn thôi cũng làm cho anh rung động, không biết bây giờ có thể có tác dụng không? Đáp án là rất có tác dụng. Cô trộm liếc mắt nhìn anh, trong lòng hưng phấn không thôi, đang nghĩ ngợi làm thế nào để quyến rũ thêm một bước nữa, máy sấy đột nhiên ngừng lại. "Cũng gần khô rồi đấy, em tự sấy tiếp đi." Thẩm Hồ Phạm đem máy sấy đưa cho Bạch Chi Âm, không đợi cô đồng ý, giống như bỏ chạy khỏi phòng ngủ, giọt ngay vào phòng tắm. Một lúc sau, tiếng nước ào ào bên trong truyền đến. Cô trong nháy mắt sửng sốt, lập tức hiểu được Thẩm Hồ Phạm đang dùng nước lạnh hạ quả. Cô không cam lòng, dậm chân một cái, hừ nhẹ. "Anh định nhịn à? May mà em còn có chiêu khác nữa." Thời gian Thẩm Mộc Phạm ở trong phòng tắm rất lâu. Cô nằm trong ổ chăn, chờ đợi thực hiện bước 2 của kế hoạch. Sắp ngủ đến nơi thì tiếng nước mới ngừng chảy. Nghe tiếng kéo cửa phòng tắm, mấy con sâu ngủ trong Bạch Giam bị xua tan hết, nhưng vẫn giả vờ bộ dáng buồn ngủ. Thẩm Mộc Phạm đi ra, thấy ánh đèn trong phòng đã tắt, liền nhanh chóng chui vào ổ chăn, cũng giống như bình thường, giữ khoảng cách nhất định với cô. Đã khá là xa, nhưng anh vẫn có thể ngửi được mùi thơm ngát của sữa tắm trên người cô. Trong đầu không biết sao, lại hiện lên bộ dạng bốc lửa của cô khi mặc áo ngủ. Nơi nào đó trong cơ thể vất vả làm cho yên tĩnh, dường như bây giờ đã sống lại. Thẩm Mộc Phạm nắm chặt tay, lẩm bẩm: "Xá Lợi Tử, sắc tức thì không, không tức..." Bịch, một bàn tay áp lên ngực anh, ngay sau đó thân thể mềm mại nhích lại gần. Thẩm Mộc Phạm hít sâu, nhẹ nhàng gỡ tay cô để sang bên, nhưng vừa động một chút, chợt nghe cô khó chịu lầu bầu. Anh chỉ đành bỏ cuộc, trong đầu không ngừng niệm kinh. Nào biết được, vừa mới niệm đến thị sắc thì lại nảy ra suy nghĩ bậy bạ. Anh cúi đầu nhìn chỗ tay cô đang đặt dưới lớp chăn mỏng, trên trán phủ một lớp mồ hôi. "Hay dạ, cái điều này thì anh không biết làm thế nào đây." Đêm mùa hè, chiếc điều hòa phả ra những làn gió dịu dịu, nhưng trên giường, Thẩm Mộc Phạm lại nóng đến mức người toát cả mồ hôi. Thế mà dường như cô gái trong lòng không hề cảm nhận được sự nóng bức của anh, cứ dán sát vào lòng ngực anh, bàn tay dưới lớp chăn, cứ mang lại cảm giác khi có khi không, khiến cho ngọn lửa hừng hực trong người anh lại bốc lên ngùn ngụt. "Yêu vội đi, cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không sao đâu." Thẩm Mộc Phạm an ủi mình như thế, nhưng một âm thanh khác lập tức vang lên phản bác. Không được. Không thể lấy cơ thể của cô ấy ra làm đùa được. Tuy bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng tới đứa bé, nhưng lỡ như có chuyện gì, người bị tổn thương nhất vẫn là cô. Liếm đôi môi khô, anh nhẹ nhàng xốc tấm chăn trên người lên, cẩn thận dời đôi bàn tay đang đặt trên ngực và một tay kia ra chỗ khác. Sau đó rón rén chân tay ngồi dậy, đi chân trần về phía nhà tắm. Mãi đến khi trong nhà tắm vọng ra tiếng nước nho nhỏ, Bạch Chi Âm mới từ từ mở mắt ra và than thở: "Sức chịu đựng của người đàn ông này đúng là quá tốt. Mặc dù đã đến mức đó rồi mà anh ta vẫn có thể cố gắng nhẫn nhịn được. Lần sau phải dùng chiêu quyến rũ nặng đô hơn nữa mới được." Những ngày sau đó, dường như hôm nào Thẩm Mộc Phạm cũng được nhìn thấy những chiếc váy ngủ gợi cảm mê người, lụa mỏng như sương như khói, khiến cho cả người anh cứ dậy mà nóng bừng lên, máu thì đổ dồn đi lên đi xuống. Hơn nữa,
anh còn phát hiện Bạch Chi Âm càng ngày càng thích ôm ấp anh. Khi xem tivi thì nằm trong lòng anh, ngủ thì phải đè lên người anh. Nhưng đây chưa phải là điều khó khăn nhất, mà khó khăn nhất chính là hình như gần đây cô rất có hứng thú. Lời giải thích của cô là: lâu rồi không làm, anh sẽ bị ngạn luôn đó, để em massage cho anh. Thẩm Mộc Phạm vội vã đè tay cô lại, khóc không ra nước mắt. Em yêu, em mà còn ấn nữa thì chắc nó sẽ nhịn đến tịch luôn đó. Vậy thì đừng có nhịn. Bạch Trâm dùng ngón cái. Cô khiến cho người anh phải rung lên, ước gì có thể lập tức xoay người qua mà đè cô xuống. Nhưng lý trí lại giành được thắng lợi. Cho dù có ham muốn đến đâu, ai đó có ngạn đến tim thì anh vẫn có thể cắn răng kéo tay của cô ra, không biết nói với cô hay nói với mình: Không được, bây giờ không được. Vì thế, kế hoạch quyến rũ của Bạch Chi Âm lại bị thất bại, vì đến cuối cùng cô cũng phải chấp nhận thua. Quý vị vừa nghe xong 7 tình tình 7 tập 15. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.